Vài năm trở lại đây thì Redmi Note đang dần trở thành dòng smartphone quốc dân. Lý do là bởi vì với chỉ khoảng từ 3 đến 4 triệu các bạn bỏ ra cho một chiếc điện thoại, ví dụ như Redmi Note 7, chúng ta đã có một chiếc smartphone có cấu hình tốt để mà chơi game, có pin trâu, có màn hình đẹp. Vì vậy nên không việc gì mà phải bỏ thêm tiền cho một chiếc điện thoại cả. Chính vì vậy mà những cái chiếc Redmi Note này luôn nhận được những cái sự yêu thích đến từ phía cộng đồng. Tuy nhiên thì Redmi Note 7 cũng đã ra mắt được khoảng gần 1 năm rồi, và thế hệ kế nhiệm của Redmi Note 7 đó là Redmi Note 8 cũng như Redmi Note 8 Pro đã chuẩn bị được ra mắt, và trong video này thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin rò rỉ của hai chiếc smartphone này để xem rằng là nó có thể là tiếp tục giữ vững được cái danh hiệu smartphone quốc dân của dòng Redmi Note không nhá. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin mà nó mang cái tính then chốt để quyết định xem một chiếc smartphone có thể trở thành một chiếc smartphone quốc dân hay không. Đó chính là về mặt cấu hình. Chúng ta sẽ có sự thay đổi lớn ở phiên bản Redmi Note 8 Pro với con chip chơi game của Mediatek, đó là Helio G90T. Với một con chip Mediatek thì chắc chắn là sẽ nhiều bạn hoài nghi với khả năng chơi game của nó. Tuy nhiên thì theo như những cái chia sẻ từ phó chủ tịch của Xiaomi thì cái điểm số AnTuTu cho ra từ con chip Helio G90T này nó còn cao hơn so với cả một con chip tầm trung, đó là Snapdragon 710. Thật ra thì với Mediatek ở phân khúc tầm trung chúng ta vẫn có những con chip ngon. Và về hiệu năng chơi game thì mặc dù là GPU Mali không thể nào mà so được với cả Adreno của Snapdragon, nhưng mà tiền lệ thì đã từng có những cái chiếc máy chơi game tốt mặc dù là dùng GPU Mali này, ví dụ như là chiếc Honor Play. Nên là với cái điểm số này của Redmi Note 8 Pro thì mình nghĩ rằng là đây vẫn sẽ là một con chip hứa hẹn rất là tốt về cái khả năng chơi game của nó. Đối với cả Redmi Note 8 thì nhiều thông tin cho rằng chiếc smartphone này sẽ được nâng cấp nhẹ so với cả Redmi Note 7 với con chip Snapdragon 665. Và đương nhiên rằng thời điểm hiện tại thì Redmi Note 7 vẫn sẽ là một chiếc máy rất là ngon cho tầm giá. Vì vậy nên nếu như các bạn đang có nhu cầu sắm cho mình một chiếc điện thoại ngon cho tầm giá từ 3 đến 4 triệu thì có thể tham khảo chiếc Redmi Note 7 này. Tại website của CellphoneS mà nếu như các bạn thanh toán bằng VNPay thì có được giảm thêm khoảng 200.000 nữa. Phần link dẫn tới CellphoneS thì mình sẽ để ngay ở phần mô tả bên dưới nhé. Tiếp theo xong về thiết kế thì Redmi Note 8 cũng như là Note 8 Pro năm nay thì nó sẽ không có thiết kế giống nhau như là Redmi Note 7 và Note 7 Pro. Cụm cam của Note 8 Pro thì sẽ lớn hơn và được đặt ở giữa, còn Note 8 thì vẫn sẽ bị lệch ở bên trái. Thiết kế mặt lưng thì cũng được bo cong nhiều hơn, và mình thấy rằng là đây cũng là một thiết kế nó khá là mới mẻ ở trong cái phân khúc giá rẻ này. Xét về mặt độ bền thì như thường lệ Xiaomi lại tiếp tục tung ra những cái màn nhá hàng về cái độ bền của sản phẩm của mình. Nếu như các bạn còn nhớ thì Redmi Note 7 năm ngoái cũng có một vài đoạn video tung ra rằng là chiếc Redmi Note 7 có thể là đập vỡ quả óc chó mà không hề xảy ra hề hấn gì. Thì sang năm nay ở Redmi Note 8 Pro cũng có một vài đoạn quảng cáo như thế, nhưng mà lần này thì Xiaomi đã đầu tư chỉn chu hơn. Chúng ta thấy được những vận động viên đứng lên chiếc Redmi Note 8 Pro cử tạ hay là ném chiếc Note 8 Pro đi rất xa nhưng mà không hề hấn gì. Tất nhiên đây không phải là một cái bài test mà nó thuộc dạng là quy chuẩn về test độ bền. Tuy nhiên thì nó cũng thể hiện được phần nào cái sự trâu bò của chiếc Redmi Note 8 Pro cũng như là Redmi Note 8. Về phần camera thì cũng là một cái điểm nâng cấp rất là đáng nói trên Redmi Note 8 cũng như là Note 8 Pro năm nay. Đối với cả Redmi Note 8 Pro chúng ta sẽ có một cái tính năng đó là zoom lên tận 25x. Có lẽ lần đầu tiên ở trong cái phân khúc tầm trung này chúng ta có một cái tính năng zoom như vậy. Và cái cụm cam chính của Redmi Note 8 Pro cũng có cái cảm biến chính với độ phân giải rất là lớn lên tận 64 megapixel. Còn đối với cả Redmi Note 8 chúng ta vẫn sẽ có cái camera chính độ phân giải là 48 megapixel. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có tận cụm 4 camera cơ. Và chúng ta cũng có những cái thông tin rò rỉ về cái phần thời lượng pin của chiếc Redmi Note 8 Pro thì có thể là dùng 2 ngày vẫn còn đến tận 40% pin và được nâng cấp dung lượng pin từ 4.000 lên 4.500 mAh. Dù cái thông tin mà có thể dùng 2 ngày thì nó có vẻ hơi ảo, tuy nhiên thì về cái dung lượng pin được nâng cấp lên 4.500 thì mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái điểm sáng của chiếc smartphone này. Cuối cùng là về khoản giá bán thì theo như những thông tin đến từ Trung Quốc thì đối với cả chiếc Redmi Note 8 Pro phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong chúng ta sẽ có giá là khoảng 5,8 triệu đồng. Trong khi đó thì bản 8GB RAM, 128GB ROM chúng ta sẽ có giá là khoảng 6,7 triệu đồng. Còn đối với cả Redmi Note 8 thì mới chỉ lộ giá của một bản duy nhất đó là 4GB RAM và 64GB ROM thì nó rơi vào tầm khoảng 3,9 triệu đồng. Và dự kiến thì Redmi Note 8 sẽ còn có thêm nhiều phiên bản RAM cũng như là bộ nhớ khác nhau. Với những cái mức giá dự kiến vừa rồi thì khi mà đặt cạnh cái đối thủ trực tiếp của Redmi đó chính là Realme với những cái chiếc máy như là Realme 3, Realme 3 Pro hay là Realme X thì cá nhân mình thấy rằng Redmi Note 8 cũng như là Note 8 Pro đang có những cái lợi thế hơn hẳn so với cả đối thủ đến từ Realme. Và vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mình muốn đưa tới các bạn về chiếc Redmi Note 8 cũng như là Note 8 Pro sắp sửa được ra mắt. Cá nhân mình thấy rằng thì đây là những chiếc smartphone mà nó vẫn giữ nguyên những cái lợi thế về giá. Chúng ta đã nâng cấp về cấu hình, về camera cũng như là về thiết kế nữa. Thế nên là không có cái lý gì mà Redmi Note 8 cũng như là Note 8 Pro không thể thành công được nếu như mà những cái thông số của nó đúng như thế này. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này? Mình nghĩ rằng là nếu như các bạn đang có nhu cầu sở hữu cho mình một chiếc Redmi Note 7 thì các bạn sẽ nên cân nhắc lại, bởi vì là Redmi Note 8 cũng sắp ra và sắp về rồi. Còn nếu như các bạn vẫn muốn là sở hữu cho mình luôn cái chiếc Redmi Note 7 thì hãy tham khảo tại website của CellphoneS. Hiện tại là cái mức giá của chiếc Redmi Note 7 đang cực kỳ là tốt, và đặc biệt là nếu như các bạn thanh toán qua VNPay thì còn được giảm giá thêm cơ. Phần link dẫn tới CellphoneS mình sẽ để ngay ở phần mô tả bên dưới nhá. Ok, và video đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như là ấn nút chuông để theo dõi những cái video tiếp theo của bọn mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thật ra thì trong phân khúc tầm trung thì những con chip của Mediatek vẫn có những cái tiền lệ mà